chào anh dân chuyên đồ thờ. Xin chào anh Nguyễn Văn Tình. Xin chào anh, xin chào hai anh. Xin chào anh Ni Phạm. Vâng, xin chào anh. Vâng, và trong video này là em sẽ chia sẻ với mọi người mới tập chơi xe đạp. Còn những cái anh mà, những cái bác mà, xin chào anh Nguyễn Tị Nguyễn, Nguyễn Tin. Xin chào anh Ba Biển. Với những cái anh mà đã chơi lâu rồi hoặc là đã sử dụng qua xe đạp thể thao Nhật Bãi rất là nhiều năm rồi, thì các anh đã biết phân biệt cái càng trước hay là cái lạng trước hay là cái kiếm trước, tùy từng cách gọi của từng vùng miền, là bằng nhôm hay là bằng sắt hay là bằng carbon. Nhưng mà một số người mới tập chơi hoặc là mới tiếp cận cái xe đạp thể thao thì chưa biết. Và tại sao, lý do tại sao em làm cái video này, thì thời gian vừa qua thì em có xem trên YouTube một số cái kênh xe đạp thể thao cũng bán xe Nhật Bãi, và họ nhập xe về. Vâng, xin chào bác Dũng Thanh. Họ nhập xe về và xe của họ là càng nhôm, nhưng mà họ lại quảng cáo với người xem và với khách hàng là lại trật tự cho chú làm tí nhá, không được nói to nhá. Nhưng mà họ lại quảng cáo với khách hàng là càng carbon, tức là càng nhôm, thì họ lại nói với khách hàng là càng carbon. Thì một số khách hàng có đề nghị bên xe đạp hải phòng.com chúng tôi làm một số cái video và phân biệt cái càng nhôm hay là càng sắt hay là càng carbon. Thì trong video này là mình em sẽ làm một cái video để giúp các quý vị khách hàng nhận biết được là càng của xe đạp là bằng nhôm hay bằng sắt hay là bằng carbon một cách rất là dễ dàng, để giúp cho những cái người mà mới tập chơi xe đạp thể thao thì nhận biết được. Còn những cái bác mà đã chơi xe lâu năm rồi hoặc là đã dùng qua rất là nhiều dòng xe, đời xe, thì hoàn toàn có thể phân biệt dễ dàng. Còn một số bác mới thì chưa biết. Thì trong video này, xin chào anh Quốc Hí, xin chào anh Hoàng Ly, xin chào anh Dũng Thanh, em sẽ hướng dẫn cách các bác phân biệt. Vâng, để bây giờ em đổi camera, để chúng ta cùng phân biệt ba loại càng, đó là càng nhôm, càng sắt hay là càng carbon. Vâng, bây giờ thì trời nó cũng tối rồi, nhưng mà em cũng cố gắng là quay lốt cái video này. Xin chào anh Dũng Thanh. Vâng, và như trên tay em đây là em đang có một chiếc càng carbon hiệu Giant. Thì các bác thấy, và tiếp theo đó là càng một chiếc Touring hiệu Wicked Bike, và đó là sử dụng càng sắt, càng thép. Và tiếp theo đó là một chiếc Touring hiệu Beton Ancho. Ancho mỏ leo của Beton và có được càng nhôm. Càng nhôm. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt làm sao ba chiếc xe là ba cái loại càng như thế này. Ok ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân biệt cái chiếc càng đầu tiên, đó là chiếc càng bằng sắt. Thì đương nhiên cái càng bằng sắt thì các bạn phân biệt dễ nhất là các bạn lấy lăm châm các bạn hút rồi. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ biết ngay là càng này bằng sắt. Càng bằng sắt thì đương nhiên lấy lăm châm hút là dễ nhất. Còn cái thứ hai là chúng ta có thể nhìn cảm quan là cái mối hàn nó bé. Cái mối hàn nó rất là bé, bé xíu thôi. Những cái mối hàn ở những cái lỗ chỗ giáp mối rất là bé. Những cái đầu cuối của càng này rất là bé, thì đó là càng sắt. Đây, như các bạn thấy là rất mỏng. Nó rất là mỏng thì nó là càng sắt. Và nó bị những cái phần cuối của cái càng này rất là bé, bé như ngón tay ấy. Thì như vậy chỉ có sắt thì mới làm được bé như vậy thôi, thì mới chịu lực được. Chứ còn nếu mà nhôm mà bé như này ra gãy ngay, không thể chịu lực được và được lăm châm hút. Đấy, quý vị cứ thấy lăm châm hút là quý vị có thể phân biệt được thế nào là càng sắt. Càng sắt thứ nhất là lăm châm hút, thứ hai là mối hàn rất là bé, mối hàn bé xíu, mối hàn rất là bé. Thứ ba là phần cuối của càng bé nữa.
Xin chào anh Phạm Khắc Tường. Bé. Thân của càng rất là bé thì đó là càng sắt. Còn chúng ta tiếp theo thì chúng ta đến càng nhôm và càng carbon. Ở trên chiếc xe Ancho này thì là càng góc nhôm. Và trên tay tôi đây là càng carbon. Thì đương nhiên là nhôm với carbon thì đều không được 500 hút. Quý vị thấy là nhôm với carbon thì đều là không được 500 hút. Đúng không ạ? Nhôm cũng không hút luôn. Nhôm 500 cũng không hút luôn. Xin chào anh Trần Thanh Phong. Nhôm cũng không hút. Thế nhưng mà làm sao để phân biệt giữa nhôm và carbon đây? Còn càng sắt thì đương nhiên bị 500 hút rồi, còn mối hàn bé rồi. Thế thì chúng ta sẽ phân biệt là ở những cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất là cái càng nhôm, mối hàn sẽ to, nó gần như khung nhôm này các bạn nhìn thấy. Khung nhôm mối hàn cũng to nên là càng nhôm mối hàn cũng to. Càng nhôm mối hàn to. Rồi đây chỗ cái bát để bát vố phanh này cũng mối hàn rất to. Nhưng mà tại sao ở đây lại không có cái vảy cá sần sần như ở khung đây? Thì tại vì cái nhà sản xuất ấy người ta đã mài cái mối hàn này đi một chút và người ta bả đi một chút rồi để cho nó đẹp cái phần đầu, nên là không có nhìn thấy mối hàn kỹ nữa. Các bạn không thể nhìn thấy mối hàn kỹ đâu, nhưng mà các bạn có thể vẫn phân biệt được là cái đoạn giáp lối này nó vẫn là to hơn so với bên càng bằng sắt. Đây là càng bằng sắt là mối hàn rất bé, còn càng bằng nhôm thì mối hàn to. Và sẽ được một số nhà sản xuất sẽ che mối hàn đi bằng những cái phụ kiện bả che mối hàn. Nhưng mà các bạn nhìn từ đằng trước này, mối hàn nó rất là to và không được 500 hút thì là bằng nhôm. Đó. Và các bạn nhìn cái phần cuối của phần đuôi của càng này. Phần đuôi của càng rất là dày. Xin chào anh Trịnh Nê. Phần đuôi của càng rất là dày và cũng có mối hàn giáp lối. Đây là mối hàn này. Mối hàn to, mối hàn giáp lối và cái thân cuối của cái càng này nó to như ở bên cái càng sắt này. Như ở bên cái càng sắt này là bằng cái ngón tay của tôi đang quay đây. Và cái đuôi rất là mỏng manh thì đó là càng sắt, sắt chỉ có sắt làm mỏng manh như vậy thì mới chịu lực được thôi. Còn quay lại sang càng nhôm thì là cái đuôi của cái càng nhôm rất là to, nó mập hơn nhiều. Và cái phần cuối này nó cũng dày hơn. Và nó có mối hàn to vảy cá thì đó là càng nhôm. Như vậy là chúng ta bằng cảm quan là chúng ta đã phân biệt được càng nhôm và càng sắt. Và đương nhiên là càng nhôm thì 500 không hút. 500 không hút càng nhôm. Còn càng sắt thì 500 sẽ hút. Đấy. Thế còn quay lại càng carbon. Tiếp theo đó là cái càng thứ ba, đó là càng carbon. Thì 500 cũng không hút. Nhưng làm sao để chúng ta phân biệt được càng carbon và càng nhôm này đều là 500 không hút? Thì các bạn nhìn này, càng carbon là được đúc bằng nhựa composite và sợi thủy tinh và sợi carbon. Đấy, và nhựa composite kết hợp, đó là một cái chất liệu kết hợp giữa nhựa composite và sợi carbon rất là cứng và nhẹ. Nên là nó không có mối hàn, nó là nhựa. Nên các bạn nhìn thấy là nếu mà các bạn tháo được ra cái càng này thì nó dễ, nhưng mà nếu mà trên xe thì chúng ta chỉ nhìn được cái phần này thôi. Cái phần này trả xuống thôi. Thì các bạn nhìn thấy là nó không có mối hàn như càng nhôm. Cho dù càng nhôm hàn thế nào đi, làm kỹ thế nào đi chăng nữa thì đương nhiên nó vẫn có mối hàn. Còn càng carbon thì nó sẽ được đúc hoàn toàn một khối liền lạc như thế này. Đây trên tay tôi đang cầm cái càng, chiếc càng màu đen là càng carbon. Một khối liền lạc này và nó không có mối hàn thì mới là gọi là càng carbon. Tiếp theo các bạn nhìn là phần dưới này. Nguyên một nó sẽ có một chút nhôm ở phần cuối cùng để nó chịu lực với cái bánh, để cho nó không bị bể ở cái những cái chi tiết nhựa ra. Xin chào anh Ni Chu. Và càng carbon thì cầm lên thì rất nhẹ hơn càng nhôm, không có mối hàn. Và đó là cảm quan thì không có mối hàn là một. Càng carbon các bạn nhìn thấy là hầu như là cái độ bè to của nó là vẫn phải to hơn cả càng nhôm, còn so với càng sắt thì còn to hơn rất là nhiều. So với càng sắt thì phải gấp 3 lần, còn nếu mà so với càng nhôm ấy thì phải gấp, cũng phải gấp rưỡi, gấp đôi so với càng nhôm. Bởi vì bản thân carbon nó là nhựa composite cộng với sợi carbon,
mà kết hợp lại nên là nó phải to thì nó mới chịu lực được. Và nó là được đúc liền một khối nên là nó không có hàn, mối hàn gì ở đây cả. Nên là ở trong những cái video của các cái shop bán xe Nhật bãi khác mà chỉ càng nhôm mà lại là nói là càng carbon ấy. Xe của họ là càng nhôm mà lại họ nói là càng carbon, thì các bạn có thể nhìn qua video là các bạn nhìn thấy luôn. Là qua video là càng carbon nó phải to bản là một, không có mối hàn là hai, và nhìn nó phải thông suốt từ trên dưới, từ trên xuống dưới không có mối hàn. Còn càng nhôm có mối hàn và mối hàn sẽ to. Tất cả hai loại càng không được nam châm hút. Còn nếu càng sắt thì mối hàn sẽ nhỏ. Thân càng và tổng thể của càng sẽ rất là mỏng manh, nhỏ và sẽ được nam châm hút, đó là càng sắt. Tiếp theo là cái đó là cảm quan sò. Còn chúng ta có thể gõ nhẹ lên thân càng. Nếu mà càng carbon, càng carbon nó nghe cho một cái tiếng kêu nó rất là đục, nó bịch bịch đục như kiểu chúng ta gõ vào nhựa, chúng ta gõ vào nhựa đó đấy, cái tiếng kêu nó bịch bịch như này thì đó là carbon, và cầm nó rất là nhẹ. Còn càng nhôm thì chúng ta gõ vào nghe nó đanh hơn, nghe nó đanh hơn và cầm nó nặng hơn một chút, nó nặng hơn carbon nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn là sắt. To bản đấy, to bản và không có mối hàn, cầm rất nhẹ, đó là càng carbon. Nhỏ bản hơn một chút nhưng mà vẫn to bản hơn càng sắt thì đó là càng nhôm, mối hàn to. Cảm quan là như vậy, mối hàn to. Đấy, đây là một cái càng carbon rời mà tôi có thể bỏ ra để tôi phân biệt giữa ba loại càng với cho quý vị. Như vậy là từ bên tay trái của tôi có ba loại càng khác nhau, bên trái cùng đó là càng sắt, bên giữa là càng carbon và bên phải là càng nhôm. Quý vị có thể nhìn thấy sự khác biệt. Bên trái cùng là càng sắt rất là mỏng manh, mối hàn nhỏ, được nam châm hút. Ở giữa là càng carbon không có mối hàn, to bản, cầm rất nhẹ, gõ tiếng bịch bịch. Đó, gõ tiếng bịch bịch. Và bên phải là càng nhôm, không được nam châm hút, mối hàn to và gõ tiếng đanh hơn một chút thì đó là càng nhôm. Như vậy trong video này là mình đã hướng dẫn các bạn phân biệt ba loại càng nhôm, thép và carbon. Vâng. Tại vì là cái lý do làm sao em làm cái video này là bởi vì hôm nọ em có qua xem qua một cái video trên một kênh channel YouTube của một cái bạn ở trên Hà Nội. Bạn ấy bán xe đạp Nhật bãi và bạn ấy có khui hộp một cái chiếc xe đạp càng nhôm, nhưng mà bạn lại giới thiệu là càng carbon. Thì em muốn là làm những cái video này, cái livestream này để giúp các bác mới tập chơi xe đạp thể thao có thể tự mình phân biệt được đâu là chất liệu nhôm, đâu là chất liệu carbon và đâu là chất liệu thép, qua cảm quan và dùng nam châm và cảm quan và một số cái kỹ thuật mà mình chỉ cần nhìn qua video là mình biết rồi. Nên là ở với xe đạp Hải Phòng.com thì không bao giờ chúng tôi có thể nói dối các quý khách, bởi vì là tại sao chúng tôi không nói dối và luôn nói sự thật, bởi vì là quý khách có thể không biết về xe nhưng mà quý khách mua chiếc xe 4-5 triệu rồi 6-7 triệu về thì quý vị đương nhiên là phải khoe với các cái bạn và những cái người mà cùng tập xe đạp thể thao khác. Vâng, xin chào anh Phạm Khắc Tưởng. Quý vị đương nhiên là phải khoe với những cái người mà bạn đã cùng đạp xe đạp thể thao khác. Thì đương nhiên lúc đó là chúng tôi nếu mà nói sai sự thật thì các bạn có thể mua chiếc xe và ngay lúc đó thì các bạn có thể bị chúng tôi nói sai, thì các bạn có thể tin ngay, nhưng mà về thì các bạn sử dụng chiếc xe thì những cái người sử dụng trước sẽ hướng dẫn các bạn là xe đạp Hải Phòng là nói không đúng, thì đương nhiên là sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Nên là hầu như chúng tôi ở trên kênh YouTube sẽ làm rất là nhiều cái video mà hướng dẫn phân biệt, rồi là đánh giá, rồi phân biệt đồ fake, đồ thật, rồi xe đạp mới hay xe đạp đã bãi đã qua sử dụng tại Nhật, hay là những cái chất liệu làm khung mà cách để nhận biết, để quý vị
sử dụng xe đạp thể thao gần xa trên toàn Việt Nam có thể tiếp cận một cái môn thể thao xe đạp thể thao đường trường mà mới và để mà tập luyện rèn luyện sức khỏe và giải trí cuối tuần, và mua đúng cái sản phẩm và với đúng giá trị và đúng như lời quảng cáo của nhà bán hàng đưa ra. Nên là với xe đạp Hải Phòng .com thì chúng tôi làm những rất là nhiều video đánh giá xe đạp, và không một video nào chúng tôi nói sai sự thật về chiếc xe hết. Nên là trong video này là tại sao mình tôi làm cái video này là bởi vì tôi hôm nọ có xem một cái video ở trên kênh khác thì người ta nói là càng nhôm nhưng người ta lại giới thiệu là càng carbon. Thì như vậy là trong thời gian vừa qua là mình đã giới thiệu với các quý khách là cách phân biệt ba loại càng là nhôm, sắt và carbon, và quý khách có thể mới tiếp cận xe đạp thể thao thì có thể tự mình phân biệt được ba chất liệu các loại càng này. Và nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao và các cách phân biệt phụ tùng, chất liệu và những cái cách sửa chữa bảo dưỡng xe đạp thể thao thì các quý vị hãy, nếu mà đang xem trên Facebook thì hãy ấn like video và ấn kết bạn, chọn chế độ xem trước với xe đạp Hải Phòng. Còn nếu ở trên YouTube, quý vị hãy like video và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi up video lên kênh. Và sau, nếu mà quý vị xem trên YouTube thì sau video này tôi sẽ có một cái đoạn hướng dẫn quý vị kết bạn và đặt chế độ xem trước trên Facebook và ấn đăng ký kênh như thế nào để quý vị là người được xem trước đầu tiên ở trên YouTube. Vâng, và tạm thời thì tôi xin chuẩn bị kết thúc live stream tại đây, và đã quý vị đã hướng dẫn quý vị phân biệt được ba loại càng bằng cảm quan và bằng 5 châm rất đơn giản, có thể đều thực hiện tại nhà. Và quý vị khi mà mua xe có thể ở chỗ nào đó thì quý vị có thể cầm 5 châm đi thử để test cái chất liệu xe của mình có phải là nhôm hay là khung carbon hay là khung nhôm gì đó, thì các quý vị có thể tự mình bằng cảm quan và chiếc 5 châm là quý vị có thể phân biệt được. Vâng, và cảm ơn tất cả các anh các chị đã xem live stream của em. Chào anh Dân Chuyên Đồ Thờ, xin chào anh Nguyễn Văn, xin chào anh Ly Phạm, xin chào anh Nguyễn Tin, xin chào anh Ba Biển, xin chào anh Dũng Thanh, xin chào anh Hoàng Ly, xin chào anh Quốc Hí, xin chào anh Trần Thanh Phong, xin chào chị Trịnh Lê, xin chào anh Ni Chu, xin chào anh Phạm Khắc Tưởng. Em đã kết thúc live stream tại đây và hẹn gặp lại các anh các chị trong những cái live stream lần sau về đánh giá xe đạp thể thao Nhật bãi mới về bên cửa hàng xe đạp Hải Phòng .com của em, hoặc là những cái video tiếp theo đó là sẽ là giúp các anh chị phân biệt những cái chất liệu và những cái phụ tùng nhái hay là chính hãng, hay là xe bãi thật hay là xe mới giả vờ là xe bãi. Cảm ơn các anh chị đã xem live stream video. Vâng, rất cảm ơn anh Phạm Khắc Tưởng đã thả tim cho em. Vâng, cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Xin chào các anh chị ạ.